Theo đó, thì nguyên nhân tử vong được xác định là do bệnh lao và suy tim. Mặc dù hai bệnh nhân này khi nhập viện điều trị đều dương tính với cúm AH1N1, nhưng sau 22 ngày mới tử vong và không xảy ra tình trạng lây nhiễm bệnh cho những người tiếp xúc hoặc lây chéo tại bệnh viện. Theo lý giải của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau, thì hiện nay bệnh cúm AH1N1 được xếp vào dạng cúm mùa và đã có vaccine tiêm phòng hiệu quả. Và theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân dương tính với cúm AH1N1 nhập viện điều trị trong 14 ngày. Nếu không lây bệnh cho người khác thì coi như là đã hết mầm bệnh, không còn gọi là dịch bệnh nữa. Điều này khẳng định các bệnh nhân tử vong sau 22 ngày là do mắc các bệnh lý khác chứ không phải do cúm AH1N1.